liên tục 1/2 bụng dưới khi đang ngủ, không lan, không tư thế giảm đau, cường độ mạnh, không liên quan ăn uống. Sau đó một ngày thì đau chuyển sang hố chậu phải, bệnh nhân có nôn một lần ra thức ăn, bệnh nhân có sốt nhẹ không rõ nhiệt độ, bệnh nhân có khám bác sĩ tư, được chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa, được cho uống thuốc 2 ngày. Thì uống thuốc thì đau có giảm nhưng không hết, bệnh nhân vẫn còn đau âm ỉ. Thì tối nhập viện thì bệnh nhân đột ngột đau liên tục vùng hố chậu phải với tính chất tương tự, cường độ mạnh nên bệnh nhân nhập viện 115. Trong quá trình bệnh lý thì bệnh nhân tiêu tiểu bình thường, ăn uống thì kém. Tình trạng bệnh nhân lúc nhập viện thì vẫn đau liên tục hố chậu phải, có sốt, không nôn ói, tiêu tiểu bình thường. Diễn tiến từ lúc nhập viện đến lúc khám thì là đau giảm, sốt thì có giảm, bệnh nhân không nôn ói, tiêu tiểu bình thường. Về tiền căn nội khoa thì 10 năm trước bệnh nhân có đau tương tự. Cảm ơn bệnh viện An Bình, được chẩn đoán không rõ, được tiêm 2 mũi thuốc rồi về. Tiền căn ngoại khoa thì chưa ghi nhận bất thường. Bệnh nhân thì kinh nguyệt đều, không có chấn bệnh lý, không xuất huyết âm đạo giữa kỳ kinh. Tiền căn gia đình thì chưa ghi nhận bất thường. Thăm khám lâm sàng, sinh hiệu thì ổn. Khám toàn thân, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, thể trạng trung bình, da niêm hồng, hạch ngoại vi, không sờ chạm, không phù. Lưỡi dơ, khám ngực thì bình thường. Khám bụng thì bụng cân đối, không chướng, không bán, di động đều theo nhịp thở, không sẹo mổ cũ, không dấu rắn bò, không qua ruột nổi, không từ ngoài màng hạ. Bụng mềm, ấn không đau, sờ thấy có một khối ở hố chỗ phải kích thước 3x4cm, mật độ thì chắc, giới hạn thì không rõ, bề mặt thì nhẵn, di động, ấn không đau, gan lắc thì không to, chiều cao gan khoảng 7cm. Bụng thì gõ trong, không gõ đục vùng thấp, không mất vùng đục trước gan, nhu động ruột là khoảng 40 lần trên phút, âm sắc thì bình thường. Khám các hệ cơ quan khác thì chưa ghi nhận bất thường. Đặt vấn đề thì ở đây thì bệnh nhân nữ 35 tuổi nhập viện vì đau bụng ngày chính thì có các vấn đề là đau âm ỉ liên tục hố chậu phải, có sốt, có sờ một khối ở hố chậu phải kích thước 3x4cm, giới hạn không rõ, bề mặt thì nhẵn, mật độ thì chắc, di động, ấn không đau. Thứ hai là chẩn đoán sơ bộ là đám quánh ruột thừa. Chẩn đoán phân biệt của em là áp xe ruột thừa, 1 là áp xe ruột thừa, 2 là lao hoàng manh tràng, 3 là có thể lượng nang buồng trứng. Về biểu luận lâm sàng là ở đây thì bệnh nhân có sốt, nhập viện vì đau bụng ngày chính, sờ được một cái khối ở hố chậu phải. Nhiều vấn đề là gì? Dạ. Vấn đề là gì? Bệnh nhân này dạ. Nữ, trung niên. Đúng chưa? Rồi, thứ hai là có đau và có khối u hố chậu phải. Đúng chưa? Rồi, có hội chứng nhiễm trùng không? Dạ, thứ hai là không. Không. Chứ cái sốt là cái gì? Thứ hai tại vì sốt thì mình chưa thể nói là hội chứng nhiễm trùng, tại vì trên còn lâm sàng mình chưa có bạch cầu hay là CRP nên mình chưa có thể khẳng định chắc chắn được cái đó là hội chứng nhiễm trùng. Mà khi nhập viện bệnh nhân thân nhiệt là bao nhiêu? Thứ hai theo như bệnh nhân nói là khoảng 38. Tại sao theo bệnh nhân nói? Cái này có phải có thể yêu cầu anh bác sĩ Thanh để cung cấp thông tin cho em chứ? Những cái thông tin này là bắt buộc phải nắm. Nếu không có nó theo bệnh nhân nói được, phải ghi, phải xem hồ sơ. Nếu không được phép tiếp cận hồ sơ thì yêu cầu cái người cung cấp thông tin đấy. Khi nhập viện sinh hiệu bao nhiêu, nhiệt độ, mạch huyết áp bao nhiêu. Đúng chưa? Giờ có một cái đau hố chậu phải, có khối u hố chậu phải. Nha, cứng chắc, giới hạn không rõ, di động. Đúng chưa? Nhưng này không có hội chứng nhiễm trùng. Chẩn đoán là một đóng quánh. Đóng quánh là gì? Thầy, đóng quánh là tình trạng có một tạng nó bị viêm nhưng mà cái sức đề kháng nó... Không, nó mô định nghĩa cái từ đóng quánh là gì? Trước mắt phải hiểu nó là cái từ đó là có ý nghĩa gì? Thầy là có tình trạng viêm nhưng mà cái tạng của mạc nói là quay ruột nó bao... Không, định nghĩa cái từ đó, đóng quánh là cái gì? Định nghĩa bằng cái từ tiếng Việt. Đám là gì mà quánh là gì? Đám. Tại sao có đám quánh? Một là đám là cái gì? Hai là quánh là cái gì? Tại sao có đám quánh? Thứ ba, trong bụng đám quánh thường gặp trong những tình huống nào, bệnh lý nào? Rồi, ta là được ba câu này thôi, được thôi. Đám đó là một cái khối nhưng mà giới hạn nó không có rõ. Đám là một cái khối giới hạn không có rõ. Đám là cái gì? Là có nhiều thành phần. Một đám người đúng chưa, là nhiều thành phần trong đấy, mặt treo mặt nối, nhiều cấu trúc đấy. Quánh là sao? Quánh lại không có khe hở,
đúng chưa? Như thế thì một cái cấu trúc, một cái tổn thương nó bao gồm nhiều thành phần mà nó dính chặt lại với nhau, nó gọi đóng quánh. Đóng quánh có thể là do cái ruột thừa, từ cái ruột thừa, từ những tổn thương khác. Tại sao có đóng quánh trong bụng? Tại vì là có những cái tạng nó bị viêm, nhưng mà do cái sức đề kháng của mình nó cao nên là có tổn thương viêm nhiễm, đúng chưa? Được. Rồi những cái cơ quan lân cận nó lại nó bao. Rồi do cơ chế bảo vệ cơ thể nó quấn lại, nó bao lại, và cái anh cơ chế bảo vệ nó thắng thế, cho nên là phản viêm nó sẽ được trên cái đường nó dọc tắt, đúng chưa? Một đóng quánh, hai là gì? Ruột thừa. Hai nghĩ là áp xe ruột thừa. Thứ ba. Thứ ba nghĩ là lao hoành manh tràng. Rồi. Thứ tư là u nang buồng trứng. Rồi, trên lâm sàng làm sao phân biệt được bốn anh đấy? Thứ hai, áp xe ruột thừa thì là diễn tiến bệnh sử ngay thì đã 9 ngày thì cũng không phù hợp lắm, với lại sốt thì đã giảm. Rồi cái khối đó thì là mình sờ là mật độ nó chắc, rồi nó ống nó không có đau nữa. Tình trạng bệnh thì đã giảm. Rồi, dấu hiệu nào, đừng em nói hơi thừa, dấu hiệu nào loại trừ u manh tràng, u của manh tràng, u của hồi tràng nói chung? Dạ. Thứ hai là ở đây bệnh nhân thì không có cái hội chứng tắc ruột hay là bán tắc ruột. Rồi, đồng ý. Rồi, thứ hai nữa, dấu hiệu nào loại trừ u buồng trứng? U buồng trứng thì ở đây bệnh nhân thì kinh nguyệt đều nè, không có bất thường, không có rối loạn. Lý do gì mà kinh nguyệt đều liên quan đến cái chẩn đoán u buồng trứng? Cái dấu hiệu lâm sàng quan trọng nhất để khẳng định u này là của buồng trứng là cái gì? Ống nó đau, với lại là ống nó đau. Ống nó đau là loại trừ u buồng trứng. Chứ là sao? Thường thì u buồng trứng thì có bệnh nhân có rối loạn đi tiêu, đi tiểu, hoặc là có kinh nguyệt không đều. Khám lâm sàng phải khám hai bàn tay, nghiệm pháp hai bàn tay, một tay để trong âm đạo, một tay để thành bụng bệnh nhân nha. Thì cái khối u mạnh sờ được đấy, nó luôn luôn nó dính liền với tử cung, đúng chưa? U buồng trứng tử cung là hai chị em song hành với nhau, anh này di động thì cái chị kia cũng phải di động theo, cho nên là khi anh lắc cái u, cái tử cung, cổ tử cung nó cũng bị xê dịch. Anh lắc cổ tử cung thì khối u nó cũng bị xê dịch theo, chứng tỏ là hai anh này nó nằm lân cận với nhau, thì nó là u buồng trứng. Thì không loại trừ thì không có chẩn đoán được, không có loại trừ được, bắt buộc phải thăm khám. Cái đó chuyện đó chuyện bắt buộc chứ tại sao nó không lỡ. Nó xem kết quả cận lâm sàng chưa? Thấy hình ảnh siêu âm nó là cái gì? Cái hình trên siêu âm đó là cái gì? Áp xe hay đóng quánh hay là u buồng trứng? Ba lần thì là kết quả nó khác nhau. Lần thứ nhất thì không, em xem cái hình chưa? Dạ chưa. Lý do tại sao không được xem hình, không xem hình? Tại ngày qua là đấy, đọc là không được xin, không xin phép xem. Rồi đọc là kết quả làm sao, mô tả làm sao? Dạ, lần thứ nhất là vào ngày nhập viện thì là manh tràng thành dày 7 mm, ruột thừa thì là 7,6 mm, phần đầu tận thì hạn chế khảo sát, chủ yếu thành dày lông hẹp. Tôi muốn biết là đóng quánh hay là áp xe. Dạ, lần thứ nhất là kết luận là khối áp xe. Rồi. Và lần thứ hai thì là cũng nghĩ là áp xe, lần thứ ba là 30 tháng 12 là nghĩ là đóng quánh ruột thừa. Ừ, vậy thì cả áp xe đóng quánh có hai trường hợp đấy, làm sao mà khối u nó di động được, cả đóng quánh cả áp xe đều không di động. Chưa xem cái hình đúng không? Xem cái hình đấy, có ổ tụ dịch, mà một cái dách của ổ tụ dịch đấy là cái phúc mặt thành, cho nên là đôi khi mình cũng phải hơi lanh lẹ chút xíu, khôn ngoan chút nha, chứ không đừng có kiên định với cái chẩn đoán của mình quá, hơi lách chút xíu là sống mà nó trung thực như thế thì nhiều khi lại lỗ cho mình, chứ chắc mình đã khám đúng nha. Đã cứ nói áp xe, có nói đóng quánh mà trong khi đó là nói là khối u nó di động, qua đó sửa rồi vẫn không có chỉnh lại. À, rồi thôi, điểm không thay đổi nha. Rồi, cảm ơn em.